cựu người mẫu hôm 16 tháng 7 bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân bức hình gợi cảm và cho biết cô gửi con cho bà vú để ra ngoài dạo phố. Chia sẻ với ngôi sao.net, Quế Vân cho hay, cô bí bách vì 9 tháng mang thai chỉ quẩn quanh ở nhà nên khi sinh xong, cô nóng lòng được mặc đồ đẹp đi chơi. Mới sinh nên cô chưa bung xỏa, mà chỉ đi vài tiếng trong khi bé ú ngủ say và được bà vú chăm sóc. Quế Vân lên đồ đi dạo phố 6 ngày sau sinh con thứ 3 trước bàn tán về việc đi chơi quá sớm trong thời gian ở cử quế vân cho biết mỗi người một quan điểm sống và có thể tự lắng nghe cơ thể mình từ đó điều chỉnh những việc phù hợp với điều kiện sức khỏe sau khi sinh tôi thấy mình giàu năng lượng và không hề bị mệt nên mới ra ngoài không chỉ lần này mà hai lần sinh nở trước tôi đều được các bác sĩ khuyên không cần kiên khem gì nếu thấy khỏe tôi biết mình nên hay không nên làm gì và vốn là người yêu bản thân luôn có ý thức về việc bảo vệ sức khỏe. Đó là lý do tôi không bao giờ uống rượu, đi ba. Bên cạnh đó, tôi cũng rất yêu cái đẹp nên muốn giữ cơ thể hoàn hảo. Ai gặp Quế Vân lúc này cũng hết hồn, vì ngoại hình của cô tràn đầy sức sống, da dẻ miệng màng như chưa hề mang thai và sinh con. Một tuần sau sinh, Quế Vân giảm 8kg so với lúc mang bầu. Vòng hai chưa hoàn toàn sẹp hẳn và săn chắc như thời son rỗi nhưng cũng khá thon thả từ khi mang bầu cô đã chăm chỉ bôi kem chống dạng ra sinh xong quế vân cảm giác mình như được thay máu và đẹp hơn hẳn bên cạnh duy trì bôi các loại kem dưỡng hay chống dạng cô chăm chỉ đắp nghệ và hơ lá chầu lên mặt bụng cô xẹp nhanh nhờ hơ muối ngoài ra bà mẹ ba con còn tắm nước lá tía tô vắt thêm tranh quế vân và con trai thứ ba mới chào đời không cho con bú sữa mẹ nên quế vân không áp lực nhiều chuyện ăn uống Cơm cử của cô thường là những món đơn giản như thịt trang nghệ, bí nấu tôm. Nhưng với bữa phụ, cô tạm bổ thêm gà hầm hay đông trùng để mau lại sức sau khi vượt cạn. Lần thứ ba sinh nở, cô có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chăm sóc em bé và bản thân. Quế Vân tự tin rằng mình sẽ về lại dáng như trước khi mang bầu sau một tháng. Khi em bé được ba tháng, cô sẽ bắt đầu tập thể thao trở lại. Quế Vân sinh con trai thứ ba hôm 10 tháng 7 tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội em bé nặng 3,7 kg, chào đời bằng phương pháp sinh thường, được đặt tên ở nhà là Ú. Trước đó, khi có dấu hiệu sắp lâm bồn, cô đã tự lái xe từ Hải Phòng lên Hà Nội đi đẻ. Vượt cạn một mình nhưng Quế Vân không thấy tuổi thân. Một ngày sau khi sinh, cô được người nhà đón và đưa thẳng về Hải Phòng. Con trai thứ ba của Quế Vân chào đời hôm 10 tháng 7. Cô công khai việc có thai con trai thứ ba hồi tháng 11 năm 2020 suốt thai kỳ người đẹp áp dụng chế độ ăn uống luyện tập khoa học để dinh dưỡng vào con chứ không vào mẹ thay vì ăn cho đã miệng những món mình thích cô chỉ ăn những món nhiều dinh dưỡng tốt cho em bé trong bụng như các loại hạt sữa hạt gà hầm cháo chim các loại súp ngoài ra cô ăn nhiều rau củ quả để bổ sung vitamin tin vui đến với quế vân hoàn toàn tự nhiên Nữ ca sĩ từng đặt vòng tránh thai, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên tháo ra và rất bất ngờ khi có bầu đúng như một giấc mơ cô từng gặp. Trước khi mang thai em bé này, Quế Vân có hai người con trai với chồng cũ. Quế Vân sinh năm 1982, từng hoạt động ở vai trò người mẫu, ca sĩ. Cô từng đoạt danh hiệu á hậu một cuộc thi hoa hậu người Việt thế giới năm 2013. Nguyên An